Saranangacchami. Namo tassa Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyambi buddhang saranang gacchami. Dutiyambi dhammang saranang gacchami. Dutiyambi sanghang saranang gacchami. Tatiyambi buddhang saranang gacchami. Tatiyambi dhammang saranang gacchami. Tatiyambi sanghang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyambi. Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi, Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi, Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi. Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi, Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi, Sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhang saranang gacchami,
Thammang saranang gacchami, Sangkhang saranang gacchami, Dutiyambi buddhang saranang gacchami, Dutiyambi thammang saranang gacchami, Dutiyambi sangkhang saranang gacchami, Tatiyambi buddhang saranang gacchami, Tatiyambi thammang saranang gacchami, Tatiyambi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Dạ, rất là một cái tin vui là Nguyên Thông thấy cô Kim Nhung. À, từ xưa đến nay khi mà Nguyên Thông cho giới đó thì hầu như tất cả mọi người đều nói sai cái câu là được chứng, mà bữa nay là cô Kim Nhung nói là chứng được, tức là từ một cái câu một vị Phật toàn giác là tự mình chứng ngộ thì phải gọi nó được chứng, chứ tại sao chứng được chứ nói là tại sao được chứng, tức là từ cái câu gọi là phát siêu và không biết ai dịch như vậy, mà bây giờ cổ nhìn thấy cổ sửa lại chứng được, thì cái đó là tôi xin tán thán cô. Tisaranagyanang paripunang, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Vana tipata ve ramani sikha badang samadhiya mi adinana ve ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara ve ramani sikha badang samadhiya mi musa vada ve ramani sikha badang samadhiya mi sura me raya machapa madathana ve ramani sikha badang samadhiya mi, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm, con xin vân giữ điều cố ý tránh xa sự nói dối, con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta we ramani sikha badang samadhiyami adinna dana we ramani sikha badang samadhiyami kame sumicca cara we ramani sikha badang samadhiyami musawada we ramani sikha badang samadhiyami sura me raja machappa madathana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sikha bada nisa dukan kato apa madena nikcha kalang samara kitab bang chư thiện tinh, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui.
Thế Tôn có dạy rằng silena sugati yanti silena phoga sampada silena nibbuti yanti tasma si lang vi so that ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cơ ấy. Chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Tất cả cái câu mà sư nói là Thế Tôn đã có dạy rằng là tất cả những câu mà bằng tiếng Bali trong cái bài này đều là do Thế Tôn dạy rằng, chứ không phải là mình nói. Cho nên sư nói cái là không phải là mình chêm vô, nhưng mà sự thật là như vậy. Bây giờ xin mời cô sám hối rồi sẽ giao phá được cho sư. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Cảm ơn đạo tràng đã cùng con thực hiện nghi thức này. Tiếp theo, con xin được sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang ghe na quan đề hàng ba đa bằng sùng và rút ta mang. Bút thề dô khá lý tô đô sô bút thô khá mạ tu tăng mà mang. Uttamang na quan đề hàng tham mạnh cha đu vít hàng quá răng tham mê dô khá lý tô đô sô tham mô khá mạ tu tăng mà mang. Uttamang na quan đề hàng sang khanh cha đu vít hô ta mang sang khê dô khá lý tô đô sô sang khô khá mạ tu tăng mà mang. Dạ, con kính dâng mic đến sư Nguyên Thông để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Sa ba bua tha nu pha ve na sa ba tham ma nu pha ve na sa ba sang kha nu pha ve na bua ta ra ta năng tham ma ra ta năng sang ga ra ta năng ti năng ra ta na năng a nu pha ve na cha tu ra si ti sa ha sa tham ma khang tha nu pha ve na pi ta ka na sa nu pha ve na chi na sa ba ka nu pha ve na sa be te ro ga sa bê tê phá gia sáp bê tê ăn ta ra gia sáp bê tê u ba na va sáp bê tê đưa ni mi ta sáp bê tê a va măng ga la vi na sang tu a yu vạc tha cô tha na vạc tha cô si ri vạc tha cô gia sa vạc tha cô su kha vạc tha cô hô tu sáp ba da Đức khả rô gà phá gia vệ ra sô ca sát tu chứ pa đà va a nê ca an ta ra gia phi vi na sang tu cha tê cha sa thiết dì đa năng la phân sô thi phá văn sô khăn bà lăng si ri a dù cha vãn nô cha phô găng bát tha cha gia sa va sa ta va sa cha a dù cha chiếc và siết thi phá văn tu tê. Nhờ quý đức của chư Phật, của giáo Pháp và của chúng Tăng, nhờ quý đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nhờ quý đức của tám muôn bốn ngàn Pháp Môn, nhờ quý đức quan tạng của chư Thanh Văn, đệ tử Phật, tất cả bệnh tật, lo sợ, nguy hiểm, điều xấu, sự bất hạnh của người đều được tiêu diệt. Tuổi thọ, tài sản, may mắn, danh tiếng, sức mạnh, sắc đẹp, sự an lạc đều được tăng thịnh. Nhờ quý đức của Tam Bảo, những khổ não, tật bệnh, lo sợ, quan trái, buồn phiền, thù oán, nguy khốn, hiểm trở đều được tiêu tan. Cầu chúc cho người được thắng lợi, thành công, tài sản, lợi đất, phúc lạc, vận may, an vui, sức mạnh, cát tường, tuổi thọ, sắc đẹp, sở hành, tấn hóa, tiên tốt, sâu 500 tuổi và thành công trong cuộc sống. Siết tâm ma thu, siết tâm ma thu, siết tâm ma thu, y đăng phá đăng. Etasmin ratanata yasmin sampasada na cheta so cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, phần thọ trì tam quy ngũ giới và sám hối ba ngôi tam bảo đã hoàn tất. Con xin trao mic đến cho MC Nguyên Như hay Nguyên Trang ạ. Dạ, con kính tri ân sư Nguyên Thông, con kính tri ân sư Thanh Tâm. Xin cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ. Xa thú, con xin xuống mic ạ.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con nguyên như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Tính, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, nguyên như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy giảng sư đã vào, con xin mời chư vị trong đạo tràng lắng lòng thanh tịnh cùng với nguyên như thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma Sambuddhassa Brahma Chaloka Thipati Sahambati Gatan Chali An Thiwarang Ayajatha Santi Tha san tâm pa ra chăng kha cha ti ca đề se tu tham măng anu cầm đi măng ba chăng san tham ma phê rin quỷ nhà dân cha ca dân Su tan cha ban thân a phi tham ma cham mang a cô ta dân tu cha tu san cha đan đăng ba bồ tha nay ye parisa ya man che E vang sa ham ba ti brahma pha ga văn tăng a ya cha tha tuân hi pha quê na tăng vô thô ca tuân nhê na thi hoa sa ya tan ha vu tha ya ba de na mi ga da yang ta to ga to ban cha wang ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba pu ti sam bu tho a nu na tham ma de sanang ma kha wa sa ni de se si san ta nang an tha sin tha kang te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de sa nang sam ba yi tha pa ri sa ya anu kam bam di ka ta we nak mo buddhaya Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư phụ Pháp Tính có thể thay mặt chư tăng để đăng đàn thuyết pháp cho chúng con bài học ngày hôm nay, và con xin kính thỉnh sư phụ ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng.
Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Thanh Tâm, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào toàn thể quý vị có mặt ở trong rung. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục qua cái phần vô minh duyên cho hành. Có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ học về cái chi pháp là hành, hay là nhờ vào nhân tố vô minh mà ba hành có mặt. Bữa trước chúng ta đã học về, bữa trước chúng ta, những kỳ trước chúng ta đã học về cái phần vô minh rồi. Bây giờ chúng ta học đến hành. Vậy thì hành ở đây có nghĩa là phi phúc hành, phúc hành, bất động hành. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái buổi học chính. Trước khi đi vào buổi học thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokkato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami lokassana tangvaramuttamahang buddhang ca dhammang ca bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa quý vị, vậy thì đối với khi mà chúng ta có những cái hành động gì ở trong đời này thì là do cái nhân tố là vô minh nó tác động đến, ngoại trừ là những vị A-la-hán thôi, ngoại trừ những vị A-la-hán thôi. Còn lại đó là quý vị thấy rằng từ cái hành động nào chúng ta ở trong đời này nó cũng đều là do vô minh nó làm duyên, do vô minh nó thúc đẩy nên chúng ta có những cái hành này. Vậy thì cái từ cái chữ sankhara, từ cái chữ sankhara có thể quý vị nào đánh Bali được, chúng ta đánh avicca paccaya sankhara, avicca paccaya sankhara. Cái avicca chúng ta đã học rồi là vô minh. Vô minh này mà tóm lại là có nghĩa là sự si mê, là sự tối tâm, thiếu trí tuệ, không phân biệt pháp đáng biết, đó gọi là vô minh. Rồi bây giờ chữ sankhara, sankhara ở đây có nghĩa là một cái pháp nào đó nó đóng cái trò, nó làm cho tâm mà cấu tạo nên cái quả, thì như vậy đó gọi nó là hành. Đó, vậy thì ở đây chúng ta phải biết rằng là nó nằm ẩn cái sở hữu tư ở trong hành này. Nếu mà mình nói một cách khác, khi mà mình nói hành nhắc tới sankhara thì chi pháp là gì? Tư tâm sở hay là sở hữu tư, tư tâm sở hay là sở hữu tư gì cũng được. Nó làm những cái tâm động lực. Nó vậy thì đối với hành này đó, trong cái trường hợp này á, thì hành nó là cái sự mà nó là cái pháp mà để mà nó tạo ra cái quả. Đó, kế tiếp đó, nếu mà chúng ta học kế tiếp đó, hành duyên cho thức, thì vậy thì do những cái hành động này nên nó làm nó có những cái thức đi tái sanh. Vậy thì
Vậy thì đối với hành này đó, thì chúng ta có mấy loại hành. Nếu mà chúng ta mà kể hẹp đó, thì nó có phúc hành, rồi phi phúc hành và bất động hành. Đó. Còn thể mà chúng ta kể rộng thì chúng ta sẽ kể thêm là thân hành, khẩu hành, ý hành. Đó. Có thể quý vị nào sẽ đánh ra cho chúng ta dễ hiểu. Phúc hành rồi phi phúc hành, và phúc hành phi phúc hành rồi bất động hành. Không ai đánh nữa, hả? Phúc hành có thể phúc hành chúng ta phúc hành, đúng rồi, phúc hành phi phúc hành bất động hành. Đó, vậy thì á, đầu nếu mà kể thêm nữa thì chúng ta có thể là chúng ta kể là thân hành nữa, rồi khẩu hành nữa, rồi tâm hành hay là ý hành đó. Rồi, vậy thì phúc hành này đó, là phúc hành này á, là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái sở hữu tư á, nó sanh ở trong, nó sanh ở trong tám tâm đại thiện, năm tâm thiện sắc giới, Vậy thì chúng ta gom gọn cái này lại á, là 13 nghiệp. Nó sẽ cho cái gì quý vị? Sẽ cho những cái tâm quả hiệp thế. Đó, những cái tâm quả hiệp thế. Đó, vậy thì hàng ngày chúng ta nghe pháp nè, chúng ta bố thí nè, hoặc là chúng ta giới nè. Đó, thì những cái đó đó gọi là phúc hành. Hoặc là chúng ta tu những cái thiền, chúng ta tu thiền cũng vậy, chúng ta tu thiền sắc giới, thì coi như là cái đó nó cũng được gom vào ở trong phúc hành. Phúc hành á, là những cái gì mà chúng ta do tám tâm đại thiện và năm tâm thiện sắc giới nó tác động đến thân khẩu ý của chúng ta, thì như vậy đó, cái đó gọi là phúc hành. Vậy thì phúc hành là có nghĩa là từ thân khẩu ý, thân khẩu ý của chúng ta mà chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, như là bố thí trì giới, chúng ta tu tiến gì đó, thì như vậy đó thì gọi là phúc hành nha. Mình nghe những cái danh từ này đó, mình cảm thấy nó hơi khó, nhưng mà thật sự ra đó, chúng ta nếu mà chúng ta hiểu nó đơn giản lại thì nó sẽ trở thành đơn giản thôi. Vì cái gì mà vừa gọi là phước mà cũng vừa gọi là động cơ để tạo nghiệp, cái đó gọi là phúc hành. Có thể là quý vị sẽ ghi phúc hành là sở hữu tư, hay là tư tâm sở sanh ở trong tám tâm đại thiện, năm tâm thiện sắc giới. Tám tâm đại thiện thì mình biết rồi, tám đại thiện, năm thiện sắc giới, đúng rồi. Rồi ở dưới đó thì chúng ta ghi là cái gì vừa gọi là phước mà cũng vừa là động cơ tạo nghiệp, cái đó gọi là phúc hành. Chúng tôi nghĩ rằng cái câu định nghĩa này nó rất là hay quý vị, nó rất là hay, mà nó cũng rất là dễ hiểu. Thành ra quý vị có thể quý vị sẽ lấy cái câu định nghĩa đó, cái gì mà vừa gọi là phước mà cũng vừa gọi là động cơ tạo nghiệp thì cái đó gọi là phúc hành. Đó,
Cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta được cái sự an vui, phước là cái sự an vui của quý vị đó, mà nó cũng vừa là cái động cơ để mà mình tạo nghiệp thì cái đó gọi là phúc hành. Nó rồi bây giờ quý vị định nghĩa, viết cái câu định nghĩa đi. Cái gì vừa gọi là phước mà cũng vừa gọi là động cơ tạo nghiệp? Cái gì gọi là phước mà cũng vừa là động cơ tạo nghiệp? Cái đó gọi là phúc hành. Đó, tại vì thật sự ra đó thì chúng tôi không biết là quý vị như thế nào. Chứ hồi lúc trước đó, chúng tôi học cái ba cái chữ mà phúc hành như phi phúc hành, bất động hành đó, thì chúng tôi cũng hơi mệt. Nó cũng hơi mới đầu thì nó cũng hơi khó hiểu quý vị. Nhưng mà do mình coi đi coi lại, do mình coi đi coi lại thì mình mới hiểu rằng là mình cứ đưa vào ở trong chi pháp, rồi mình giữ lấy cái định nghĩa đó thì nó sẽ đơn giản trở lại thôi, nó sẽ đơn giản trở lại thôi. Còn mà mình chấp vào cái danh từ thì nó sẽ hơi khó cho mình đó. Rồi vậy thì rồi đó, rồi giờ quý vị thấy không? Đó rồi, vậy hằng ngày quý vị làm cái gì đó, hằng ngày quý vị làm cái gì đó mà khởi tám tâm đại thiện, hoặc là những người mà tu thiền mà người ta chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền vân vân, thì cái đó là phúc hành. Mà nó được thể hiện qua đâu? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Đó, hồi nãy giờ quý vị nghe pháp, quý vị nghe pháp bằng tâm gì? Những cái tâm đại thiện, những cái tâm đại thiện. Quý vị phục vụ ở trong room cũng bằng những cái tâm đại thiện. Trừ khi nào mà quý vị nghe pháp bằng những cái tâm sân, thì cái lúc đó, thì nó không phải là phúc hành thôi. Đó, thì quý vị cứ ngồi mà quý vị cảm thấy mình nghe, mình hoan hỷ ở trong cái sự nghe pháp của mình, thì đó là do một trong tám tâm đại thiện nó sanh lên đó. Rồi nó thể hiện qua thân khẩu ý, thân khẩu ý của chúng ta đó. Bố thí giới, tu thiền sắc giới, cái đó gọi là phúc hành, đồng tạo những cái nghiệp đó. Nó vừa là phước mà nó cũng vừa là động cơ tạo nghiệp, thì cái đó gọi là phúc hành. Rồi phi phúc hành là chỉ cho sở hữu tư hay là tư tâm sở sanh ở trong 12 tâm bất thiện, thì từ đó gọi là 12 nghiệp. 12 nghiệp thì đó, mà quý vị nhớ nha, hễ mà mình mà có tư tâm sở đó mà nó sanh ở trong 12 tâm bất thiện, thì chẳng những nó cho quả bất thiện mà nó cho luôn cái gì quý vị? Sắc nghiệp bất thiện, sắc nghiệp bất thiện luôn, chứ không phải là nó cho 12 tâm bất thiện không đâu. Đó, quý vị nên nhớ là như vậy. Cũng như là những cái trường hợp mà bà Malika đó, bà đi đến hỏi Phật đó, tại sao ở trên đời này có những người phụ nữ mà người ta vừa đẹp mà vừa có nhiều tài sản, rồi có những người phụ nữ vừa xấu mà lại không có tài sản, ít tài sản. Đó, thì Đức Phật mới trả lời cho bà biết rằng là do cái duyên những người nào mà không có bố thí mà an trú ở trong sân hận, thì những người đó nếu mà sanh lại làm người, nhất là sanh lại làm người nữ, thì người đó sẽ có cái sự xấu sắc, là da dẻ nó sần sùi, mặt mày nó khó coi, là do cái sự sân hận, rồi không có bố thí nên người đó ít tài sản. Còn những người nào mà sống với tâm từ, sống với tâm rộng mở, thì cái người đó rồi có bố thí đó, nếu mà sau này sanh lại làm người
sẽ sanh làm người có tài sản mà lại có nhiều cái sắc đẹp, nhiều cái sắc tốt. Đó, thành ra chúng ta nhớ là khi mà chúng ta tạo những cái phúc hành, những cái phúc hành có nghĩa là chúng ta tạo những cái thiện nghiệp, thì nó cũng cho chúng ta những cái tâm quả hiệp thế, và nó cũng cho chúng ta sắc nghiệp thiện, sắc nghiệp thiện, sắc nghiệp thiện. Còn thể mà chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện từ ở trong, từ ở 12 tâm bất thiện, thì nó cũng cho chúng ta những cái quả bất thiện và sắc nghiệp bất thiện. Đó, chứ không có do ai tạo ra hết đó, không có do cha sanh mẹ đẻ gì tạo ra hết. Cái đó là phi phúc hạnh. Rồi, vậy thì ngay chỗ phi phúc hành này nè, mình dựa ở trên đó để mà mình định nghĩa, mình dựa ở trên đó để mà mình định nghĩa luôn quý vị. Vừa là phi công đức, vừa là động cơ tạo nghiệp, vừa là phi công đức, vừa là động cơ tạo nghiệp, chính là phi phúc hành. Đó. Đó quý vị nhớ cái định nghĩa đó không? Vừa là phi công đức, vừa là động cơ tạo nghiệp, chính là phi phúc hành. Vậy dễ không? Định nghĩa vậy dễ không? Định nghĩa nè, còn giải thích nè. Đó, còn giải thích, còn đưa ra thí dụ nữa mà không hiểu nữa thôi. Trời ơi. Nè, vừa định nghĩa nè mà vừa thí dụ nữa. Đó. Rồi còn chỉ ra nữa, chỉ ra những cái tâm nào nữa. Đó, chỉ ra những cái tâm nào nữa mà hỏi sao mà không hiểu nữa là chết rồi. Phúc hành, phi phúc hành. Đó, thì giờ mình một cái là phước, một cái là phi phước. Phúc hành nó một cái là phước, một cái nữa là phi phước, có nghĩa là không có phước báo. Đó, vậy thôi. Rồi bây giờ đến bất động hành, đến bất động hành. Bất động hành này đó, bất động hành này á, cũng là phúc hành là phước, phi phúc hành là phi phước, đúng rồi. Đó, bây giờ bất động hành này là chỉ cho sở hữu tư hay là tư tâm sở trong bốn tâm thiện vô sắc, bốn tâm thiện vô sắc này. Vậy thì bốn tâm thiện vô sắc này tạo ra gì quý vị? Tạo ra bốn quả vô sắc. Tạo ra bốn quả vô sắc. Vậy cái này có kèm theo sắc nghiệp thiện hay là sắc nghiệp bất thiện? Đối với vị nha, tạo ra bốn quả vô sắc. Gì đâu thiện, không có gì hết. Vô sắc có sắc đâu mà, vô sắc có sắc đâu mà tạo ra. Đúng rồi, vô sắc là đâu có sắc gì đâu mà tạo ra. Đó, vậy thì á, bất động hành này được tạo ra khi nào? Khi người ta tu tập thiền vô sắc, tu tập thiền vô sắc.
tu tập thiền vô sắc nha. Đó, vậy thì cái bất động hành này nó dễ rồi, nó dễ rồi. Sở hữu tư sanh ở trong bốn tâm thiện vô sắc. Đúng rồi. Đó. Vừa là pháp kiên cố, vừa là động cơ tạo nghiệp, chính là bất động. Rồi, mình định nghĩa lại. Vừa là pháp kiên cố, vừa là động cơ tạo nghiệp, chính là bất động hành. Đó. Vừa là pháp kiên cố, vừa là động cơ tạo nghiệp, chính là bất động hành. Quý vị mà nhớ được, quý vị mà nhớ được cái sở hữu tư mà nó nằm ở trong tâm, nó sanh ở trong tâm nào, rồi nó cho quả như thế nào đó, rồi nó cho, nó có cho sắc nghiệp hay thiện hay là bất thiện, hay là không cho sắc nghiệp, rồi quý vị nhớ được cái câu định nghĩa này thì chúng tôi bảo đảm, là coi như là 10 điểm, ai cũng 10 điểm hết. Đó, vừa là phước mà cũng vừa là động cơ tạo nghiệp, đó gọi là phúc hành. Vừa là phi phước hay là phi công đức đó, vừa là động cơ tạo nghiệp, chính là phi phúc hành. Vừa là pháp kiên cố, vừa là động cơ tạo nghiệp, chính là bất động hành. Đó, đó quý vị đó. Rồi, xong rồi. Đối với phúc hành, sở hữu tư sanh ở trong tám tâm đại thiện, năm tâm thiện sắc giới, nó cho quả như là sắc nghiệp thiện. Rồi đó, rồi sở hữu tư sanh ở trong 12 tâm bất thiện, nó cho quả bất thiện và sắc nghiệp bất thiện. Đó, sắc nghiệp bất thiện có nghĩa là xấu, xấu sắc rồi đó quý vị, không có sắc tốt đó. Đó, rồi vừa là pháp kiên cố, vừa là động cơ tạo nghiệp, chính là bất động hành. Có nghĩa là tâm sở tư sanh ở trong bốn tâm thiện vô sắc, nó cho quả vô sắc, bốn quả vô sắc. Đó, chúng ta nhớ, về cái điều đó là ok rồi quý vị. Rồi, thấy chưa? Bây giờ á, bây giờ là chúng ta là đi vô cái phần quan trọng nha. Rồi, chúng ta đi vào ở trong cái phần quan trọng. Thế nào là trường hợp vô minh trợ sanh phúc hành? Đó là quý vị đã biết phúc hành rồi phải không? Vậy thì như thế nào ở trong đời sống này? Ở trong đời sống này như thế nào mà gọi là, nếu mà nói, mà khi mà nói chi pháp á, vô minh duyên cho hành á, vô minh duyên cho hành, thì chúng ta, chúng tôi đã chia sẻ ra cho quý vị là vô minh rồi, như thế nào gọi là vô minh rồi, rồi hành thì chúng tôi đã phân tích cho quý vị rồi, phúc hành, phi phúc hành, bất động hành rồi đó. Rồi bây giờ, thì bắt đầu mình mới học vô, học vô nữa nè, cái này là coi như là học vô nữa nè. Thế nào là trường hợp vô minh trợ sanh phúc hành? Vô minh trợ sanh phúc hành thì có nghĩa là có những cái chúng sanh không có liễu tri được tứ đế, nên khi mà biết được rằng, thí dụ như là công mình tạo phước đồ này kia đó, mình tạo phước đồ nó sẽ đưa đến cái sắc đẹp rồi, hoặc là cái cảnh giới an vui đó, thì chúng sanh đó do không liễu tri được tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, không liễu tri được tứ đế, thành ra luôn luôn họ tìm cách, họ tu tập, họ tạo những cái công đức để đưa đến một cái đời sống an lạc,
À, họ cố gắng tạo chữ công đức bằng cách nào? Bằng cách bố thí trì giới, tu thiền sắc giới đó, để trở thành một cái vị mà an lạc ở trong cõi người, hoặc là một cái vị mà chứng đắc được thiền sắc giới đó. Thì trong cái trường hợp đó gọi là vô minh duyên cho phúc hành, hay là vô minh trợ sanh cho phúc hành. Chúng tôi giảng rất là chậm, chúng tôi giảng rất là chậm, quý vị hiểu không? Đó vậy là có nghĩa là ở trong, nhưng mà thật sự ra mình học qua cái chi pháp là lúc nào quý ngài hoặc là Đức Phật hoặc là các vị A La Hán đều khuyến khích mình tu tập, mình phát triển bát chi đạo, mình phát triển để chi quý vị? Để mình chấm dứt sanh tử luân hồi này, chứ không có muốn mà mình sanh ở một cái cảnh giới nào hết. Nhưng mà có nhiều lúc á, quý vị biết rằng á, là do chúng ta đời nay nè, chúng ta không có đủ ba la mật, hoặc là nhiều khi chúng ta tục sanh bằng cái tâm quả nhị nhân nữa, chúng ta không có đủ phước báo quý vị, chúng ta không có đủ phước báo, thành ra chúng ta không chứng đắc được đạo quả. Thành ra chúng ta mới có cái gì quý vị, chúng ta mới tạo những cái phước thì không được đạo quả đó, thì nó cũng sanh lên cõi trời. Nó sanh lên cõi trời rồi có khi gặp các vị Bồ Tát ở trên đó rồi tiếp tục tu tập, hoặc là có lúc là Đức Phật xuất hiện, hoặc là có lúc thì không có Đức Phật xuất hiện, nhưng mà nhờ những cái ba la mật này chúng ta cũng tu tập để trở thành một cái vị Phật độc giác, vân vân. Hoặc là chờ đến lúc mà bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện rồi chúng ta cũng gặp Đức Phật chánh đẳng chánh giác, hoặc là đệ tử của ngài, đệ tử của ngài, để mà chúng ta tiếp tục chúng ta ngáp, chúng ta tu tập để đắc được đạo quả đó. Chứ có nhiều người ta căn cứ chỗ này, người ta nói mình tạo phúc hành rồi, tạo phúc hành rồi mình bố thí rồi trì giới tu thiền rồi mình cũng sanh làm người, rồi sanh làm chư thiên rồi này kia, cũng sanh tử luân hồi đó, rồi thôi vậy thôi, không tạo. Cái điều này là cái điều nó rất là tệ hại, nó rất là tệ hại quý vị. Chúng ta học cái này để chúng ta biết cái chỗ này nè là sanh cõi thiện thú nè, sanh cõi lành nè, còn cái điều này nè nó sanh cõi dữ nè. Chúng ta học để chúng ta biết, chứ không phải là chúng ta học mà để chúng ta so đo rồi chúng ta bỏ. Cái điều đó thì nó không có đúng như vậy. Đúng rồi. Thì bây giờ đắc đạo quả không kịp thì sanh cõi trời. Trời ơi, quý vị không biết bây giờ ngồi trong cái cõi người này nè, đó quý vị thấy không? Đa phần ở trong đây, là chúng tôi nghĩ rằng là cũng chắc có lẽ là hết phân nửa mọi người ở trong đây là coi như là ai cũng phải uống thuốc rồi. Quý vị biết rằng là đối với bản thân của chúng tôi là sáng nào chúng tôi dậy trước khi ăn sáng cũng phải thử đường. Thử đường có bữa thì có ngày thì nó 128, có ngày thì như hồi sáng nay đó thì 110, 110, 110 là 6.1 á. Có ngày hôm qua thì nó 128. Bữa nào mà hôm nào mà chúng tôi ăn uống mà quên để ý, có nghĩa là mình ăn hơi nhiều tí xíu á, thì sáng mai thử đường là nó tăng liền. Thành ra đó, chúng tôi nói rằng á, thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong cõi người mình á, là coi như là trước sau gì đó chúng ta cũng giữ gìn thôi. Chứ quý vị thấy rằng nhà nào cũng có người bệnh hết. Quý vị biết chúng tôi ngồi ở trong bệnh viện Đại học Y Dược á, mà chúng tôi chờ mua thuốc á, mình mua thuốc á bằng rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền nha quý vị. Mà mình chờ lâu ơi là lâu luôn. Tại vì sao vậy?
Tại vì cái bệnh nhân nhiều quá, là chứ không phải là trong cái cơ chế đó người ta làm lâu. Ở trong cái chỗ mà bán thuốc mà trong bệnh viện đại học y dược á, quý vị biết rằng đó là coi như là cái người mà mua thuốc nó đông, nó đông ơi là đông luôn. À, quý vị có thể là quý vị nộp sổ vô, quý vị đưa tiền, rồi xong rồi quý vị chờ cả tiếng đồng hồ, cả tiếng đồng hồ mới có thuốc đó quý vị. Thì quý vị nghĩ mà đến mười mấy người, mười mấy cái quầy bán thuốc lận. Thành ra quý vị thấy rằng là coi như là cái số người bệnh đông quá. Đó, thành ra chỉ có bây giờ chúng tôi nghĩ ước sanh cõi trời thôi. Cõi trời ở trên đó thì mình đọc kỹ lại nó thì chư thiên ở trên đó đâu có bị bệnh tiểu đường, hay là chư thiên ở trên đó đâu có bệnh huyết áp đâu. Cũng không phải ăn những cái vật thực nó thô như mình nữa. Không có ăn vật thực thô như mình nữa quý vị. Quý vị biết rằng á, chúng ta đó, chúng ta học cái diệu pháp này chúng ta mới biết được. Chúng ta mới biết được là cái cõi nào như thế nào, cái cõi nào như thế nào. Còn đối với những người mà người ta không có sướng khó tu, nhưng mà cõi trời, những cái cõi trời như là cõi trời đau sức á, bữa nào mình học tới cõi rồi này kia đó, mình học cõi trời, học mấy cái cõi đó cũng đã lắm quý vị. Cõi trời đau sức đó, cũng có các vị Bồ Tát ở trên đó vậy. Những cái cõi trời đó cũng có những vị Bồ Tát trên đó, đừng lo. Thế mà mình muốn tu là mình tu được à. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta bước qua là thế nào là vô minh mà trợ sanh phi phúc hành. Vô minh mà trợ sanh phi phúc hành. Đó, vô minh mà trợ sanh phi phúc hành có nghĩa là những cái chúng sanh không có tin nghiệp, không có tin nghiệp báo, mà những cái chúng sanh mà không tin nghiệp báo bất tri tứ đế, nên sẵn sàng lao vào tội lỗi một cách mù quáng, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân, hay là thờ cúng ma quỷ, thần cây đồ này kia. Đó, như vậy gọi là vô minh trợ cho phi phúc hành. Những cái chúng sanh mà không tin nghiệp lý bất tri tứ đế, nghiệp báo rồi đó, không tin về nghiệp báo bất tri về tứ đế, rồi sẵn sàng lao vào tội lỗi, lao vào tội lỗi một cách mù quáng, như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân, hay là thờ cúng thần linh ma quỷ, thì đó gọi là vô minh trợ cho phi phúc hành. Trời ơi, chúng tôi nghĩ chúng tôi dạy như vậy là kỹ lắm rồi đó. Dạy như vậy là kỹ lắm rồi đó nha. Cái này mà học ở trong lớp thì nếu mà học ở trong lớp học thì cô bộ sẽ chắc chắn hơn. Đó, đúng rồi. Đó, Hồng Thị Kim Nhung học cái này chưa? Mà chắc nhà chắc cái này chưa đâu. Cái này chúng tôi do hồi lúc trước chúng tôi học trong những cái ngày học chịu khó ghi lại mới có được mấy cái này. Rồi, cái này dễ hiểu rồi ha. Rồi, kế tiếp là thế nào là vô minh trợ sanh bất động hành. Vô minh trợ sanh bất động hành. Thế nào là vô minh trợ sanh bất động hành? Vô minh mà trợ sanh bất động hành có nghĩa là có những cái chúng sanh, có những cái chúng sanh người ta cảm thấy người ta nhàm chán, nhàm chán sắc này nè. Nó chán sắc có nghĩa là sao? Bây giờ có cái miệng thì nó đau cái miệng, mà hãy mà có con mắt thì nó đau con mắt.
Hãy mà có cái lỗ tai thì nó nhức cái lỗ tai, có cái da thì nó bị nhức đau, nhức cái da. Có nghĩa là nói chung là mình nhìn cái sắc đó là mình thấy nhàm chán nó rồi, mình thấy nó như là cái ung nhọt vậy đó, là cái mục nhọt đó, nó thành ra mình nhàm chán đó. Thành ra đó, người ta cảm thấy nhàm chán trong cái sắc, sắc pháp, rồi người ta cho nó là những cái điều đó là nó phiền tối, nó phiền tối, nó làm cho mình, nó làm cho mình cũng như là bất mãn đó. Thành ra họ muốn hướng đến họ muốn hướng đến một cái cảnh giới nào đó, nên lúc mà cái cảnh giới đó chỉ còn có tâm thôi, cái cảnh giới đó chỉ còn có tâm thôi. Thành ra người ta tu tập, người ta nỗ lực, người ta tu để mà người ta sanh về cái cảnh giới mà vô sắc, cái cảnh giới mà không có sắc đó. Thì như vậy đó gọi là vô minh trợ sanh cho bất động hành. Đó, vậy thì có thể là khi mà giảng thì nó như vậy, còn quý vị ghi thì có, mình ghi đơn giản thôi. Những cái chúng sanh mà cảm thấy nhàm chán trong sắc, nên họ cố tu tập, cố tâm tu tập để hướng về cõi vô sắc. Rồi, được rồi, hay rồi đó nha. Có những chúng sanh họ nhàm chán trong sắc, muốn hướng đến cảnh giới nào đó, họ tu tập. Đúng rồi, dạ đúng rồi, xã thủ lệnh thầy, công nhận Châu Nguyễn tốc độ dữ rồi ta. Đó. Rồi. Thì cái này là quý vị biết đó, là khi mà cái này là mình nói cái bất động hành này đó, mình nói về cái bất động hành này, mình nói cái đó là một cách chung chung. Còn nếu mà quý vị mà muốn tìm hiểu thêm nữa cũng được, do họ bất tri, do họ bất tri ở trong khổ đế. Khổ đế là cái sự khổ có thật ha. Do mình bất tri ở trong khổ đế nên người ta mới ước muốn trở thành một cái phạm thiên vô sắc. Thì nếu mà mình ví dụ như mình học ở trong kinh điển, mình biết cõi vô sắc, khi mà hết phước rồi cũng rớt xuống cõi sắc giới, hoặc là dục giới, rồi cũng theo cái hạnh nghiệp của cái vị đó đi. Thành ra đó, khi mà người ta tu tập mà người ta đủ duyên lành thì người ta chứng đắc đạo quả để mà chấm dứt luân hồi luôn đó. Còn do mình bất tri ở trong khổ đế nên người ta mới muốn trở thành phạm thiên vô sắc đó. Thì ai hỏi mình tại sao vậy, tại sao mà mình nói vậy, tại vì họ không có hiểu rằng là ở trên cái cảnh giới, cái cảnh mà vô sắc á, những cái tầng thiền đó, những cái cõi vô sắc đó thì nó chỉ là một cái giai đoạn thôi. Khi mà hết tuổi thọ, sau khi mà mãn kiếp ở trên đó rồi, thì cái sự đau khổ trầm luân nó vẫn trở lại với cái người đó. Thành ra đó, bất luận là mình hiện hữu ở đâu thì nó cũng là khổ hết. Chỉ có chấm dứt cái sự hiện hữu thì mới được an lạc cái tuyệt đối thôi. Đó, vậy thì đúng rồi, chư thiên sắc giới là nằm ở trong phúc hạnh. Khi mà chúng ta tu tập lỡ sau này mà quý vị đủ duyên lành, tự nhiên quý vị ngồi niệm đất 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 đất, hoặc niệm nước nước nước, cái quý vị chứng chứng được sơ thiền, cái quý vị sanh về cõi sơ thiền, lúc đó là quý vị là chư thiên cõi sắc giới rồi.
Vậy thì trở lại trở lại cái ngay chỗ mà bất động hành đó, bất động hành đó thì chúng ta ghi thêm do bất tri trong khổ đế người ta mới muốn trở thành phạm thiên vô sắc, bất tri ở trong khổ đế nên người ta muốn trở thành phạm thiên vô sắc. Đó. Rồi do bất tri ở trong tập đế, do bất tri ở trong tập đế nên người ta muốn trở thành phạm thiên vô sắc. Có nghĩa là sao quý vị? Bất tri ở trong tập đế cái chi pháp là gì? Tập đế cái chi pháp là tham. Tham phải không? Thì do người ta không nhận được, không nhận thức được tham ái ở trong cái ước muốn, cái cảnh giới đó, thành ra người ta vẫn còn tái sanh, đi tái sanh lại. Đó, chính vì vậy mà mình gọi là do bất tri trong tập đế nên muốn trở thành phạm thiên vô sắc. Đó, thì nếu mà quý vị mà nói cái câu này ra thì chúng ta phải biết là tập đế là gì. Tập đế là tham. Mà mình do mình muốn, mình tham với, mình dính mắc với cái cõi mà vô sắc, thành ra mình mới tu để mà cho sanh về cõi vô sắc. Đó, thành ra gọi là mình là bất tri trong tập đế. Đó. Rồi. Rồi do không, mà do không liễu tri được diệt đế, có nghĩa là mình không hiểu được đó, không hiểu được diệt đế. Do không liễu tri được diệt đế nên mình muốn sanh về cõi vô sắc. Do mình không liễu, do người ta không liễu tri được diệt đế nên chấp nhận hay là muốn sanh về cõi vô sắc. Đó, thì nếu mà quý vị nói như vậy, ai mà hỏi chúng ta thì chúng ta mới nói rằng là do họ không có liễu tri, có nghĩa là họ không có hiểu được là cái cõi vô sắc đó nó là một cái cứu cánh tạm thời thôi, nó là một cái cứu cánh tạm thời thôi chứ không phải là nó ổn như niết bàn, nó không phải là an ổn an lạc như niết bàn. Đó, thành ra do vậy mà mình nói là không có liễu tri được diệt đế nên mà muốn sanh về, muốn sanh về cái cõi vô sắc. Đó thì cái đó là cái lời để chúng ta giải thích. Rồi cái thứ tư nữa là do không liễu tri được đạo đế nên cái người đó, nên người ta muốn tu tập để mà sanh lên cõi vô sắc. Do không liễu tri được đạo đế nên người ta tu tập đây tu tập thiền chỉ á, tu tập thiền chỉ để sanh về cõi vô sắc, để sanh về cõi vô sắc. Đó, đúng rồi, do không liễu tri được đạo đế nên người ta tu thiền chỉ đó để mà sanh về cõi vô sắc. Đó, thay vì á mình cái người mà có tu tập thiền quán, có hiểu được cái con đường mà chấm dứt sanh tử luân hồi, thì người ta tu tập tứ niệm xứ, người ta tu tập thiền quán vân vân để mà người ta đoạn diệt dần dần những cái kiết sử để mà người ta chứng được đạo quả cuối cùng là niết bàn. Còn những người này do họ không có liễu tri được đạo đế như Atida đồ này kia, thì trong cái thời gian đó đâu có biết được đạo đế đâu, đâu biết được con đường bát chánh đạo đâu, thành ra người ta chỉ tu tập thiền chỉ
tu tập thiền định để mà sanh mình khổ vô sắc thôi. Đó, đúng rồi, mình nhà thì mình gom lại cũng được, mình gom lại cũng được. Chúng tôi tại chúng tôi rảnh nha, chúng tôi phân ra cho quý vị. Nói vậy chứ bất tri là bất tri tứ đế, mình gom chung lại là bất tri tứ đế đó. Nhưng mà do chúng tôi thấy những cái điều này nó hay, nó điều này nó hay, ra chúng tôi phân ra cho quý vị từ từ vậy đó. Chứ không phải không phải đâu nha, chúng tôi do thật sự ra là thấy hay á nha, thấy hay ra mới phân ra cho quý vị từng cái đó. Quý vị thấy không, bất tri trong khổ đế nè, bất tri ở trong tập đế nè, rồi không liễu tri được diệt đế nè, không liễu tri được đạo đế nè. Đó, có những pháp môn mà chúng ta cần phải đoạn trừ, có những cái pháp môn chúng ta cần phải tu tập, có những cái pháp môn chúng ta cần phải tác chứng. Thì khi mà phân ra thì giống như vậy đó, một cái là mình bất tri, một cái là mình không liễu tri đó. À, liễu tri là hiểu được đó, biết được đó. Hiểu biết là hiểu biết được là cái sự an ổn của diệt đế, hiểu biết được cái con đường đạo đế đó. Bất tri là không biết, bất không biết đó. Đó thì đối với những người nào mà người ta nằm ở ngoài Phật giáo này, có nghĩa là người ta không có hiểu được, người ta không có hiểu được Phật giáo đó, thì con người thì người ta muốn tu tập để sanh lại làm người, hoặc là có những người người ta ví dụ như những vị bà la môn thì người ta muốn, có người người ta muốn sanh về cái cõi mà vô tưởng, có nghĩa là không có tâm, rồi chỉ có cái sắc nghiệp thôi, có sắc nghiệp nó sanh lên cõi đó thôi. Rồi có những người ta nhàm chán trong sắc quá thì người ta muốn sanh về cái cõi vô sắc đó. Thành ra ở trong cái tam giới này, ở trong cái đời sống này nó đủ thứ thành phần hết. Còn đối với chúng ta, nhiều khi chúng ta đó, cũng như nãy chúng tôi học ở trong cái lúc đầu chúng tôi cũng nói đó, có nhiều khi mình nhìn cái cảnh giới này mình thấy ai cõi người của chúng ta hiện giờ đang ở nè, ai cũng phải uống thuốc đường, uống thuốc huyết áp, uống thuốc bao tử, uống thuốc tùm lum. Nên nghĩ bây giờ muốn né đó thì chỉ có cận định, chỉ có cận định với an chỉ định, tu tập sao mà chứng đắc được an trú ở trong cận định hoặc là an chỉ định, thì chúng tôi nghĩ mới ức chế được cái cơn đau để mà sanh về cõi trời, hoặc là sanh về các cái cõi thiền thôi. Chứ giờ là quý vị thấy rằng nó bức bách như lò lửa rồi, bức bách như lò lửa rồi. Quý vị thấy giờ bên Mỹ cũng bệnh, bên Canada hay là bên Ấn Độ hay là bên Việt Nam, bên đâu cũng bệnh hết. Mà thế giới càng ngày càng đi vào cái sự mà không an ổn rồi. Có thể là bệnh dịch nó sẽ đến, có thể là tai nạn nó sẽ đến, có thể là chiến tranh nó sẽ đến, nó đủ thứ bị. Nó thành ra đó, mà thành ra chúng ta thấy rằng ở trong tất cả mọi người chúng ta đó, cái người mà có học Phật đó thì người ta ráng người ta tạo trữ những cái công đức phúc hạnh. Còn những người người ta không có học hành đồ này kia thì nó là phi phúc hạnh. Rồi có những người người ta không có liễu tri được, hoặc là người ta không có hiểu được về tứ đế, thành ra người ta đầu tư vào cái này, đầu tư vào cái kia. Đó, có khi thì đầu tư vào những cái bất động hành, có khi là đầu tư vào những cái phi phúc hạnh. Đó, chỉ có những cái bậc mà đã đoạn tận vô minh rồi là coi như khỏe. Đoạn tận vô minh rồi, hồi nãy giờ chúng ta học
phúc hành, phi phúc hành, bất động hành là do duyên yếu tố vô minh nó trợ tạo đó. Còn chỉ có những cái bậc mà không có vô minh trợ tạo, có nghĩa là những vị a la hán đã đoạn tận lậu hoặc rồi, đã đoạn tận lậu hoặc rồi, thì những cái vị đó coi là không có bị vô minh thúc đẩy nữa đó. Rồi vậy bài học này là chúng tôi đã cố gắng ngày hôm nay cố gắng giảng cũng đủ rồi ha, đủ chi pháp rồi. Rồi bây giờ thì chúng tôi sẽ ngồi hướng và để dành thời gian cho quý vị, để quý vị có thắc mắc ha. Dạ, với cái phước này xin dâng đến chư tôn tăng và chia đều đến quý vị, mong quý vị được an vui. Dạ, bây giờ xin mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ, nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng dạy cho chúng con một bài cái học rất là khó mà cũng rất là hay. Dạ sư phụ, sa thú. Dạ bây giờ là chúng ta đến cái phần mà thắc mắc hồi nãy giờ. Quý vị trong đạo tràng có ai có những gì thắc mắc hay là có những ấm ức gì thì cứ việc giơ lên. Dạ, nguyên như đã thấy bàn tay của chị Hà, sa thú chị. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông và sư Pháp Tính. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con thưa sư, con cho con hỏi khi trong cái tâm siêu thế thì con thấy có tâm sơ đạo, nhị đạo và tam đạo, thì những cái vị này tu chứng đắc thiền quán. Thì con không hiểu thì nằm trong cái hành nào ạ? Có phải là phúc hành không ạ? Tại vì các vị vẫn còn phải luân hồi, thì con không hiểu là có phải nằm trong phúc hành không ạ? Dạ, con xin trao mic lại cho sư. Và sa thú lành thai, cái ở trong cái những cái bậc thánh hữu học đó, do cái vô minh nó đã giảm rồi, tuy rằng là đến cái bậc a la hán là mới đoạn tận được vô minh, nhưng mà đối với các cái bậc mà hữu học đó, thì vô minh nó đã giảm dần rồi, vô minh nó đã không, nếu mà mình nói còn á thì nó cũng không phải, mà nói nếu mà nói không còn ấy, thì nó cũng không phải, nhưng mà nói về mà nó duyên cho hành ấy, thì nó không có duyên nữa, nó không có duyên cho hành nữa. Sư đang giảng bài ấy. Chúc tu điện lợi sư. Dạ, xin lỗi quý vị. Thành ra đó, đối với hồi nãy chúng ta học đó, là chúng ta đã cài chi pháp, là chúng ta đã cài chi pháp hết rồi. Có nghĩa là tư tâm sở nó sanh ở những cái tâm bất thiện, hoặc là nó sanh ở trong những cái tâm đại thiện, hoặc là tâm thiện sắc giới, hoặc là tâm thiện vô sắc. Đó, thì nằm ở trong những cái đó đó mới gọi là phúc hành, phi phúc hành, hoặc là bất động hành. Đó, còn lúc này đó là chúng ta đó, là chúng ta nhớ là chúng ta nắm ngay vào cái chi pháp tư tâm sở. Tư tâm sở là cái sở hữu tư đó, nó vẫn có sanh ở trong những cái tâm tâm thiện của tâm thiện của tâm tâm thiện của siêu thế, tư tâm sở nó vẫn sanh ở trong đó, nhưng mà nó sanh ở trong đó nó chỉ là có, nó chỉ có trợ trợ tạo ở trong cái
trong cái hiện tại thôi, à, chứ nó không có để lại cái hậu quả gì sao. À, thành ra đó, nếu mà nói về mà ở trong cái tâm thiện siêu thế đó, thì nó không có nằm ở trong phúc hành, hoặc là phi phúc hành, hoặc là bất động hành, nó không có nằm ở trong đó. Đó, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này là như vậy. Sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân câu trả lời của sư phụ Pháp Tính đối với chị Hà. Và bây giờ quý vị còn có câu hỏi nào không? Xin quý vị có thể giơ tay để hỏi trực tiếp với sư, hoặc là có thể chat lên trên màn ảnh thì Nguyên Như sẽ đọc lên để mà sư phụ có thể trả lời cho quý vị. Anh Lý ơi, anh có câu hỏi gì không? Nguyên Như xin mời anh Lý nha. Kevin có câu hỏi gì không? Xin đưa tay. Rồi, Nguyên Như xin mời anh Lý à, sa thú. Dạ, Nam Mô Bụt Đà, dạ, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Kha, dạ. Vậy con là Lý, cả nhà nghe rõ không nhỉ? Dạ, thưa sư, con có câu hỏi, xin sư cách nghĩa lại dùm con cái đoạn mà sư nói rằng, lấy ví dụ như là phi phúc hành thì là vừa là phi công đức mà là vừa là động cơ tạo nghiệp, tức là ở đây cũng là vừa là động cơ tạo nghiệp bất thiện, vừa là động cơ tạo nghiệp phi công đức, phải không thưa sư? Và thế nào gọi là, thế nào là vừa là phi công đức mà là vừa là động cơ tạo nghiệp, con thưa? Hồi nãy con cũng đang trong lớp học mà con gái nó nhờ đi trở về, nhưng con chạy đi nhưng chạy về nó hơi bị cũng cái đoạn chỗ đó. Xin sư vui lòng cắt nghĩa lại cái chỗ mà cả ba chi phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, mà cái là vừa là cái này vừa là cái kia. Xin sư từ bi giúp nghĩa nha. Dạ, phi phúc hành khi mà mình định nghĩa vừa là phi công đức vừa là động cơ tạo nghiệp nên gọi là phi phúc hành. Vậy thì có nghĩa là phi công đức, mình làm những cái chuyện gì mà nó phi công đức, làm những cái chuyện gì mà nó phi công đức quý vị. Thí dụ như là mình sát sanh là nó phi công đức. Phi công đức là có nghĩa là không có phước gì hết á. Mình sát sanh, mình trộm cắp, thì như vậy á, gọi là phi công đức. Nó tại vì nó không có cho mình cái phước báo gì hết, thì nó gọi là hành. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái động cơ, cái động cơ mình bây giờ mình do thân hành, khẩu hành gì đó để mà mình xúi người ta trộm cắp, hoặc là chính tự mình trộm cắp, cái ý mình suy nghĩ ra mình trộm cắp, hoặc là mình nhờ mình xúi người ta trộm cắp đồ này kia đó, thì như vậy đó gọi là cái động cơ, như vậy gọi là cái động cơ để mà tạo nghiệp đó. Vậy thì vừa là phi công đức mà vừa là động cơ tạo nghiệp thì gọi là phi phúc hành. Đó, vừa là phi công đức mà vừa là động cơ tạo nghiệp nên gọi là phi phúc hành. Đó, nó đơn giản thôi. Đó, ví dụ như là mình có mình dạ thì bây giờ thí dụ như là mình đang xúi người ta đi, mình xúi người ta đi hái trộm nhãn, hái trộm gì đó, thì cái đó cái suối người ta như là mình với người ta cùng tính toán làm cái chuyện đó, thì cái đó gọi là cái động cơ tạo nghiệp. Rồi cái sự trộm cắp đồ ăn đó, đồ này kia, cây trái đó, thì nó là phi công đức. Thành ra chúng ta gọi cái đó là phi phúc hành, chúng ta gọi nó là phi phúc hành đó. Chúng tôi xin giải thích được là như vậy đó. Bây giờ thì mời vị kế tiếp ha. Dạ,
Dạ, Quy Như xin kính mời chị Nhung ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, alo, không biết đạo tràng có nghe con nói được không ạ? Dạ, cảm ơn ông Phan. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Tín, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa Sư, con thưa Sư giải thích thêm, dùm cho con rõ thêm là khi mà cái hành có ba hành, rồi khi Sư nói là mở rộng thêm thì có sành, thì con chưa hiểu cái phần ý hành á, thưa Sư. Cái ý hành thì trong cái suy nghĩ của mình á, thì mình suy nghĩ ở cái mức độ nào thì nó sẽ để lại nghiệp, là nghiệp ý. Ví dụ như mình cũng có một cái suy nghĩ là một cái việc bất thiện nào đó, nhưng mà nó chưa có tác động ra ngoài, thì như vậy nó có để lại nghiệp hay không ạ? Hay là nó phải ở cái mức độ mà nó trào thể hiện ra bằng thân, bằng khẩu thì nó mới là để lại nghiệp ạ? Dạ, con thưa Sư, chỉ cho con kính cảm ơn Sư. Giờ đó, chúng ta thấy rằng là đối với hành này, cái chi pháp, chúng ta nhớ nha, cái chi pháp là tư tâm sở. Tư tâm sở là có cái nghĩa là có cái sự mà cố ý đó. À, tư tâm sở là cố ý phải không? Thì trong những cái bất thiện đi, bất thiện thì có khi chúng ta có ý nghiệp với khẩu nghiệp. Thí dụ giờ chúng tôi suy nghĩ ra, chúng tôi suy nghĩ ra để chúng tôi nói xấu quý vị. Chúng tôi suy nghĩ ra để chúng tôi nói xấu với quý vị đó. Thì cái trong cái sự mà nói xấu á, là nói đâm thọc phải không? Nói đâm thọc, nói chia rẽ gì đó phải không? Thì đó là nó phạm vào ý nghiệp và khẩu nghiệp, phải không? Đó. Rồi có khi á, là chúng tôi mưu đồ, chúng tôi mưu đồ, chúng tôi làm cái gì đó, chúng tôi làm cái thân của mình tạo ra những cái bất thiện đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng có trường hợp mà cái ông Bà La Môn đó, ông búi tóc vậy đó, ông đi ra ngoài nhà của thí chủ đó, là coi như là ông cái búi tóc của ông nó dính tí xíu mang nhện, cái ông cũng quay vô ông trả cho gia chủ, trả cho gia chủ, ông nói hồi nãy cái búi tóc tôi nó trúng cái mạng nhện vậy đó, tôi sợ phạm vô cái tội trộm cắp nên tôi quay lại tôi trả cái mảng nhện nè. Nhưng mà thật sự ra đó là ổng đã ăn cắp đồ của gia chủ ở trong nhà đó rồi. Đó, ăn cắp đồ ở trong gia chủ ở trong nhà đó rồi. Thì trong cái trường hợp đó là họ có ý bất thiện và thân nghiệp bất thiện. Thân nghiệp bất thiện. Đó, vậy thì cái điều này đó thì rồi có những cái trường hợp quý vị chỉ có ý nghiệp bất thiện thôi. Bây giờ đó là tôi là coi như là tôi ráng tôi luyện bùa chú, mà tôi luyện bùa chú hoặc là tôi luyện thần thông, tôi luyện thần thông, tôi làm mưa đao mưa kiếm rớt xuống cho chết hết cái vùng này, hôm nay là không có chịu cúng cho tôi ha, tôi đi bác mà không ai cúng cho tôi ha, rồi dân ở đây nhớ đi, cái bà con ở trên cái đông Nguyên Như Kỳ Nguyên này nè, tôi đi bán mà không ai cúng cho tôi ha, rồi tôi về tôi luyện thần thông hay tôi luyện bùa chú cho giàu rớt kiếm rớt chết hết đó, thì cái đó là phải là ý nghiệp bất thiện không? Phải ý nghiệp bất thiện không? Đó, nó có chứ quý vị, nó có quý vị. Rồi vậy thì cũng vậy, đối với thiện nghiệp thì nó quay trở ngược lại, có khi mình cũng có cái ý đó, rồi mình nói lên kính bạch chư tăng, hoặc là mình có cái ý tốt, kính thưa quý đạo hữu, kính thưa quý Phật tử đồ này kia, thì ở trong đó nó cũng có ý nghiệp và khẩu nghiệp đó. Hoặc là chúng tôi ngồi chúng tôi coi với vị học, nghe với vị học đồ này kia, cái ý của chúng tôi quan hỷ, quan hỷ mấy người này, coi như là mình có trong cái tâm của mình, trong cái ý của mình suy nghĩ, mấy người này tinh tấn, coi như chứ đời sống cư sĩ họ khổ cực như chứ họ cũng có cái sự tinh tấn,
Thì trong đó là ý nghiệp thiện. Hoặc là khi nào mà chúng tôi suy nghĩ, mình có thể mình cung kính, mình đảnh lễ bảo tháp hay này kia đó, thì nó gồm có ý thiện nghiệp và thân thiện nghiệp. Đó. Rồi đến cái mà ý nghiệp, ý nghiệp là ý nghiệp mà nó thuộc về mà ở trong cái những người mà người ta tu thiền vô sắc đó, thì lúc đó chỉ còn có ý nghiệp thôi. Khi mà sanh lên trên đó chỉ còn có ý nghiệp thôi. Đó, thành ra đó, nãy chúng tôi mới trình bày cho quý vị nghe là nói về sáu hành thì chúng ta lấy ba cái hành chính, phúc hành, rồi phi phúc hành, rồi bất động hành. Mà cái đó nó thể hiện qua đâu? Cái đó nó thể hiện qua đâu? Dù là 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc, thì nó cũng tác động qua thân khẩu ý của chúng ta. Nó tác động qua thân khẩu ý của chúng ta. Đó, thành ra đó, chúng ta nói 3 hành cũng được, 6 hành cũng được. Mà chúng tôi nghĩ rằng là 3 hành là quý vị đã hiểu rồi. Đó. Rồi, không biết là quý vị hiểu được cái câu này chưa, cái chỗ này chưa. Đó, những cái hành này nè, những cái hành này nè, là coi như là nó sanh ở trong cái tâm bất thiện. Những cái hành này là có nghĩa là tư tâm sở đó, tư tâm sở này hay là sở hữu tư đó, nó sanh ở trong tâm bất thiện hay là tâm thiện, thì nó đều tác động đến đâu? Thân khẩu ý. Thân khẩu ý thôi, chứ nó tác động, nó đâu có qua cái cửa nào. Đó, nó tác động đến thân khẩu ý. Dù là quý vị mà liếc, quý vị liếc người ta, quý vị trợn mắt, quý vị liếc người ta, thì nó cũng là ý nghiệp với thân nghiệp quý vị. Ý nghiệp với thân nghiệp. Mình có cái ý đó mình mới liếc người ta, phải không? Nó mà mình liếc người ta thì cũng bằng con mắt của mình. Đó, nó cũng là ý nghiệp với thân nghiệp. Đó. Rồi, quý vị hiểu chưa? Rồi, thôi gỡ mic lại cho quý vị nha. Sa thú sư phụ. Dạ, Nguyên Như thấy bàn tay của chị Hà, xin mời chị ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, thưa sư, cho con hỏi là nãy sư có nhắn về cái tâm sở tư, thì mình có thể nên hiểu là tâm sở tư giống như là cái mấu chốt nó để tạo ra các nghiệp và hành. Vậy thì ở các tâm như các tâm siêu thế thì vẫn còn tạo tác nghiệp không thưa ngài, thưa sư? Và nếu vậy thì ở cái tâm của một vị A-la-hán thì hết sanh tử luân hồi thì cái tâm sở tư nó còn hiện hữu hay là nó còn trong cái sự tạo nghiệp hay là nó chấm dứt ở đó? Dạ, con xin sư có thể giải thích rõ hơn. Dạ, con kính tri ân. Dạ, sa thú, cái câu hỏi này nó hơi là cao, nhưng mà chúng tôi sẽ giải mã cho quý vị. Bây giờ là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tác, ý. Đó, bảy tâm sở biến hành này có mặt ở trong tất cả 121 tâm. Phải không? Phải. Đúng rồi, phải quý vị? Phải. Vậy thì sở hữu tư này có mặt ở trong 121 tâm. Trong 121 tâm này đó là có tâm tứ quả, tứ đạo tứ quả của vị A-la-hán, phải không? Phải. Nhưng mà lúc này nó còn tạo nghiệp hay không? Không có tạo nghiệp. Tại vì là sao? Vô minh đã đoạn tận rồi. Gì mà không có tạo nghiệp nha. Sở hữu tư này vẫn sanh ở trong tâm tứ đạo tứ quả. Tại vì quý vị thấy rằng bảy sở hữu tư này nó nằm ở trong một trong bảy sở hữu biến hành. Mà biến hành có nghĩa là nó đi khắp, nó có mặt, nó sanh trong tất cả các tâm.
Thì trong đó có tâm của vị A-la-hán, tứ đạo tứ quả. Thì cái sở hữu tư này đó, là nó không có còn cái chức năng tạo nghiệp nữa. Là tại sao? Tại vì đúng rồi, nó hột lép rồi. Đó. Nhưng mà đối với cái đối với lúc này á, cái sở hữu tư á, là nó bị cái gì quý vị? Nó bị sở hữu trí tuệ, nó phát sáng, nó phát mạnh hơn rồi. Thành ra coi như là cái này, sở hữu tư này bắt đầu bây giờ nó giống như hạt lép vậy đó. Đó. Còn đối với chúng sanh phàm phu thì cái sở hữu tư đó nó còn tạo nghiệp, nó còn tạo ra nghiệp. Thành ra quý vị thấy rằng á, lúc đó Đức Phật nói với các vị tỷ kheo á, cái sự tán dương ân đức của Tam Bảo đối với Ngài Ananda đó, nếu mà Ngài Ananda mà không có đoạn trừ lậu hoặc thì nếu mà sanh lại cái thế giới này á, sẽ làm chuyển luân thánh vương. Nhưng mà do Ngài Ananda đã đoạn trừ lậu hoặc rồi đó, thành ra đó chúng ta nhớ nha, khi mà mình học nói về vô minh mà duyên cho hành, thì cái hành này đó mình sẽ có cái chi pháp mình cài vào, đó là tư tâm sở. Ví dụ như giờ mình nói hành này sanh trong 12 tâm bất thiện, hành này sanh ở trong 8 tâm đại thiện, hành này sanh ở trong 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới, thì mình nói là hành chi pháp là sở hữu tư. Sở hữu tư này nó sanh ở trong tâm bất thiện, nó gọi là phi phúc hành, mà nó sanh ở trong tâm thiện nó là phúc hành. Sở hữu tư này mà nó sanh ở trong tâm vô sắc nó gọi là bất động hành. Còn đối với tại sao mà cái phần siêu thế mình không nhắc đến, tại vì cái phần ở siêu thế là coi như là nó muội lượt từ từ rồi, kiếp tái sanh là muội lượt từ từ rồi, 7 kiếp rồi không quá 1 kiếp đó. Thành ra đó chúng ta không có nhắc đến, không có nhắc đến ở trong siêu thế, tại vì lúc đó là cái số nó càng ngày nó càng giảm dần rồi, cho đến tâm của vị A-la-hán có sở hữu tư ở trong đó. Nhưng mà sở hữu tư này lúc này nó đã muội lượt rồi, nó muội lượt là không phải là nó mê muội quý vị, nhưng mà do cái trí tuệ, cái sở hữu trí tuệ lúc này nó đã phát huy đủ năng lực nó rồi, thành ra đã nhìn thấy rõ là ở trong cái cảnh giới nào là cũng là khổ hết. Thành ra sở hữu trí tuệ đó, ở trong cái tâm đạo của vị A-la-hán đó, là coi như là đã đoạn trừ, những cái lậu hoặc rồi, thành ra không còn cái sự tái sanh gì hết đó. Dù cho các ngài là có đi thuyết pháp hay là có đi ôm bình bát để mà cho chúng sanh gieo duyên gì đó, hoặc là có giữ hạnh đầu đà vân vân, nhưng mà cũng không có để lại cái sự tái sanh ở trong cái đời sống sau. Đó là do trí tuệ đã sanh lên diệt trừ vô minh rồi đó. Thành ra đó, cái sở hữu tư này có sanh ở trong tâm của vị A-la-hán, nhưng mà không đủ năng lực để mà tạo ra một cái kiếp sống khác nữa, tạo ra một cái quả khác đó, một cái quả mà có cái đời sống sau đó. Đó đó, không biết Phật tử Hà có quan hỷ chưa, và nếu mà bây giờ thì xin gửi mic lại cho đạo tràng nha. Sa thú. Dạ, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng rất là kính tri ân sư phụ Pháp Tính đã giảng dạy cho chúng con và giải thích tường tận những câu hỏi cho chư vị Phật tử ở trong room. Dạ, và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, Nguyên Như xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nupave nasada sauti pavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupave nasada sauti pavantu te
Bhavatu sabba mangalam rakkham tu sabba devata sabba sankha upave na sada sauti và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, tất cả thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trong room cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti quy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta thầm ma đà nê na pha văn tu bù chi ta so thân ca ron tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na wa ca cha thân kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha isa ra sampa na phu ta sukhita pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta ta vô pa pa ti ka. Ni ya ni cang tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ka ron tu san kha yang. Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắng gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri no vua thân sam ba bù nê ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê. Y đằng nô nha ti đằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti đằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti đằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô. Ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày mai, tức là tối thứ sáu ở bên Mỹ cũng như sáng thứ bảy ở bên Việt Nam, và chúng ta lại được học với thầy Kinh Milanda về môn học vi diệu pháp. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.